Xin chào các em học sinh, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 14 trang 60 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Đề bài đó là vẽ tam giác PQR sao cho PQ bằng PR bằng 5 cm, QR bằng 6 cm. Lấy điểm M trên đường thẳng QR sao cho PM bằng 4,5 cm. Đề bài có hỏi là có mấy điểm M như vậy? Và điểm M có nằm trên cạnh QR hay không? Tại sao? Như vậy để làm được bài toán này, trước tiên chúng ta sẽ đi vẽ tam giác PQR trước. Thì đầu tiên, cô sẽ đi vẽ cạnh QR bằng 6 cm. Đây chính là QR. Tiếp theo, để vẽ được đoạn PQ và đoạn PR bằng 5 cm, thì cô sẽ đi vẽ hai cung tròn tâm Q và tâm R bán kính bằng 5 cm. Sau đó hai cung tròn đó giao nhau tại đâu? Thì đó chính là điểm P. Ở đây, đầu tiên là chúng ta sẽ đi vẽ hai cung tròn tâm Q và tâm R bán kính bằng 5 cm trước. Đây, cô đã đo được bán kính bằng 5 cm. Bây giờ cô sẽ vẽ hai cung tròn tâm R và tâm Q bán kính là 5 cm. Thì hai đường tròn này giao nhau tại đâu? Nó chính là điểm P. Như vậy đây chính là P. Tiếp theo, cô sẽ đi nối hai điểm P với Q và P với R. Đó, như vậy cô đã vẽ xong tam giác PQR. Tiếp, đề bài yêu cầu đó là vẽ điểm M sao cho PM bằng 4,5 cm. Như vậy, cô sẽ đi vẽ cung tròn tâm P bán kính là 4,5 cm. Khi đó, cung tròn này giao với đường thẳng PR tại đâu? Thì đó chính là điểm M. Tâm P này, bán kính là 4,5 cm. Vậy cô bắt đầu vẽ. Đó. Ta thấy cung tròn này giao với QR tại hai điểm. Như vậy chúng ta biết là sẽ có hai điểm M. Vậy chúng ta kết luận ở đây sẽ là có hai điểm M. Giờ đề bài có hỏi thêm một ý là điểm M có nằm trên cạnh QR hay không? Như vậy, để biết điểm M có nằm trên cạnh QR hay không thì chúng ta sẽ phải đi so sánh hai hình chiếu của nó để xem điểm M có nằm trong giữa hai điểm Q và R hay không. Từ đây thì cô cùng các bạn sẽ đi vào chứng minh. Chúng ta sẽ đi xét tam giác PQR có PQ bằng PR bằng 5 cm. Nên cái tam giác PQR là tam giác cân. Cân tại P. Khi là có tam giác cân rồi thì chúng ta sẽ kẻ đường cao PH kẻ PH vuông góc với QR. Mở ngoặc H là phải thuộc với QR. Đây, đây chính là điểm H. Giờ ta sẽ đi chứng minh. Thì bắt đầu gọi M là một điểm nằm trên QR. Nằm trên, lưu ý ở đây là đường thẳng nhé, vì mình đang đi chứng minh xem là M có nằm trên đoạn thẳng không.
M là một điểm nằm trên đường thẳng QR. Ta có. M là một điểm mà thỏa mãn sao cho PM bằng 4,5 cm và nằm trên đường thẳng QR, thì ta có khi đó MH QH và RH lần lượt là hình chiếu. MH thì sẽ phải là hình chiếu của PM. QH sẽ phải là hình chiếu của PQ. RH sẽ phải là hình chiếu của PR trên đường thẳng QR. Bây giờ chúng ta bắt đầu so sánh dựa vào những thông tin cho trước. Đó là chúng ta có PM bằng 4,5 cm mà PQ là bằng 5 cm, như vậy sẽ là nhỏ hơn PQ. Từ đây thì chúng ta sẽ có là vì đường xiên PM nhỏ hơn đường xiên PQ, suy ra hình chiếu tương ứng của nó sẽ là MH nhỏ hơn PQ, thì hình chiếu của nó sẽ phải là HQ. Mà ta có MH nhỏ hơn HQ thì sẽ suy ra là M nằm giữa. Q và H. Ngoài ra thì ta cũng có PM bằng 4,5 cm, cũng nhỏ hơn PR. Mở ngoặc vì đề bài cho PR bằng 5 cm. Hai đường chia xiên PM và PR thì ta có là đường xiên PM nhỏ hơn đường xiên PR. Từ đây thì suy ra hình chiếu tương ứng của nó sẽ là HM nhỏ hơn HR. Bây giờ chúng ta xét trên đoạn thẳng RH đi. Đấy là trường hợp M nằm bên này nhé. Trường hợp PM nhỏ hơn PQ, M nằm giữa Q và H là trường hợp M này. Bây giờ chúng ta xét thêm điểm thứ hai là M nằm ở đây. Thì trên đoạn RH có HM nhỏ hơn HR, cũng suy ra M sẽ nằm giữa H và R. Do vậy, chúng ta sẽ có hai điểm M thỏa mãn điều kiện. Thỏa mãn điều kiện đó là PM bằng 4,5 cm và thuộc đường thẳng QR. Và điểm M này nằm trên cạnh QR. Như vậy đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 14, trang 60, sách giáo khoa toán 7 tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.